Cô Hoa chào tất cả mọi người. Cô Hoa lại trở lại trong tháng 6 đầy ắp tiếng cười và rực rỡ ánh nắng đây. Câu lạc bộ tiếng Anh Paint Yourself, tiếng Anh là chuyện nhỏ của anh ngữ Miss Hoa sẽ tái khởi động lại và cô tin rằng sẽ bùng nổ hơn rất nhiều. Trong buổi hoạt động offline câu lạc bộ tiếng Anh này, các bạn sẽ được chia đội tham gia các hoạt động team building với các trò chơi và thử thách tiếng Anh vô cùng thú vị với sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam của hệ thống anh ngữ Miss Hoa. Hứa hẹn sẽ giúp tất cả chúng ta chơi mà học, học mà chơi vô cùng là hào sảng. Cả nhà nhớ giúp cô Hoa hai mốc địa chỉ và thời gian cụ thể nhé. Tại Hà Nội sẽ diễn ra cụ thể vào ngày 23 tháng 6. Với học viên Sài Gòn, Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có thời hạn đến hết ngày 27 tháng 6 và chính thức diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tại công viên Lê Văn Tám. Cả nhà nhớ giúp cô, đó là câu lạc bộ này thì không chỉ dành cho các học trò nội bộ của anh ngữ Miss Hoa đâu, mà dành cho tất cả những ai mong muốn và yêu thương, đam mê cái ngôn ngữ này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí đấy. Tổng giải thưởng của chúng ta sẽ đi theo team cả nhà nhé. Với một giải nhất, chúng ta sẽ có phần quà trị giá 1,5 triệu đồng và 10 voucher giảm học phí trị giá 300.000 đồng. Giải nhì sẽ là phần quà trị giá 500.000 đồng và 10 voucher giảm học phí 300.000 đồng. Giải ba sẽ là 10 cuốn sách kỹ năng vô cùng bổ ích và 10 voucher giảm học phí 300.000 đồng. Giải khuyến khích 10 voucher giảm học phí 300.000 đồng. Cô Hoa và anh ngữ Miss Hoa vô cùng hào hức đón chờ chúng ta trong sự kiện vô cùng hoành tráng này tại hai công viên. Nhớ giúp cô địa chỉ và thời gian nhé, 23 tháng 6 và 30 tháng 6. Và tất cả những ai mong muốn tham gia sự kiện này thì đừng ngần ngại, chúng ta để thông tin ở đường link mà cô đính kèm video đây. Hẹn gặp lại mọi người nhé.